Xin chào các anh chị và các bạn, chào mừng mọi người đến với chương trình tự học tiếng Hoa của chúng tôi Sau đây tôi xin giới thiệu đến các anh chị và các bạn phần 3 trên 5 của bài 14 Xin mời mọi người chúng ta cùng theo dõi nha Trong phần này chúng ta cũng tiếp tục tìm hiểu cái bản từ mới à, Từ 20 chúng ta có từ thảy, thảy âm hán Việt là bồi à, Có nghĩa là đi cùng hoặc là đưa cùng đi hoặc là tiếp ai đó à, Ta có từ thảy đó À, chúng ta lưu ý ví dụ như mình đưa bố mẹ đi ăn rồi mình cùng đi ăn với bố luôn thì đó là quạ phu mù sư phan ví dụ thế hay là tôi đưa bạn gái đi xem phim quạ vô sư khan tiên diện thì chúng ta dùng từ này còn nếu mình đưa con mình đi học xong rồi mình về à, đưa đến một địa điểm nào đó thôi thì ta có từ khác đó là từ xung à, mọi người lưu ý như vậy nha chúng ta xem ví dụ bên dưới xe cơ phu mù lãi bầy chiến xe cơ duê là tháng sau và phụ mụ lại bày chiến bố mẹ tôi đến bắc kinh và phải tham ăn suy lì xiển và phải tham ăn suy lì xiển tôi đưa ông bà đi du lịch ông bà đây là bố mẹ mình đừng dịch là tôi đưa họ đi du lịch ha bố mẹ mình không thể dịch là họ được tham ăn sàng suy nợ lì xiển đó tham ăn sàng suy nợ lì xiển đó ông bà định đi đâu du lịch vậy tức là đi du lịch ở những nơi nào á chuyển sang Hải và Bắc Kinh hai cái địa phương, chuyển sang Hải và Bắc Kinh hai cái địa phương, đi hai nơi, đó là Thượng Hải và Bắc Kinh thì chúng ta cũng lưu ý là ở trong tiếng Hoa cái số lượng nó luôn nêu ở phía sau. Như vậy mình nêu chi tiết trước rồi mới nêu số lượng phía sau. Như vậy dịch là đi hai nơi, đó là Thượng Hải và Bắc Kinh. Chúng ta xem một đoạn nữa. Miễn Thiên Hợp hứng vô súng mày của lại. Miễn Thiên Hợp hứng vô súng mày của lại ngày mai bạn tôi từ Mỹ đến. Nhưng mà tôi có việc bố nữ thầy thá. Bố nữ thầy thá không thể tiếp cô ấy. Tức là không có thể ở bên cạnh bầu bạn với cô ấy. Hình bố hào di sư. Bố hào di sư là ngại. Hình bố hào di sư là rất ngại. tha lại tối chiều. tha lại tối chiều. Cô ấy đến bao lâu? Chữ vô liền thiên. Chữ vô liền thiên chỉ có hai hôm thôi. Xin mời mọi người chúng ta cùng đọc nào. 下个月我父母来北京，我陪他们去旅行。他们想去哪儿旅行呢？去上海和北京两个地方。明天我朋友从美国来，可是我有事，不能陪他，很不好意思。 Tha lãi <laughs> Cái tiếp nữa chúng ta có từ thứ 21 và Từ cao su Cao su âm hán Việt là chữ cáo với chữ tố Mà với cái nghĩa là cho biết Hoặc là báo cho biết thôi Chúng ta xem ví dụ bên dưới Xe quảng miễn Thiên Săn ngủ sửa tiền Quảm ơn công sư khai huê Miễn thiện săn ngủ sửa tiền Quảm công sư khai huê 10 giờ sáng mai công ty chúng ta họp nha Sĩ cao su nì à Sĩ cao su nì à Ai nói cho bạn biết vậy Hoặc là ai báo cho bạn biết vậy Trang chiến lì cao su ọ Trang chiến lì cao su ọ Ông giám đốc trương cho tôi biết Họ xê nì Vâng cảm ơn anh Chính thêm Nì cao su bà ma mạ ma Chuyện hôm nay em đừng có nói cho bố mẹ biết Biết chưa? của trí là em biết rồi xin mời mọi người chúng ta cùng đọc xe quản miễn thêm sang một sự tiền của khai huê sĩ cao à trang lì cao su họ của Trí là kế tiếp nữa chúng ta có từ thứ 22 à, Quẩn hoa Quẩn hoa ông việc là văn hóa còn dùng rất nhiều trong tiếng Việt của mình còn văn hóa là gì thì nó có rất nhiều định nghĩa khác nhau các bạn có thể xem tham khảo trên mạng hoặc là uh, những cái tài liệu khác nha thiên số thì giáo sĩ ma thiên số là nghe nói, Nì Ti Ti giao truy bày chiến sĩ Nghe nói em trai của anh muốn đi Bắc Kinh để học tập có đúng không? Tôi mà Tôi à, đúng rồi Tha sàn xuệ sơ Tha sàng xuệ sơ Anh ấy định học gì vậy? Cậu ấy định học gì vậy? Tha sàng xuệ Trung Quốc Quỳnh Hoa Tha sàng xuệ Trung Quốc Hoa Anh ấy muốn học văn hóa Trung Quốc Trung Quốc Quỳnh Hoa khẩn dồ di sơ Trung Quốc văn Hoa rất dồ di sơ Văn hóa Trung Hoa rất là thú vị. Chúng ta có mở rộng cái từ, cái cụm dồ dí sơ là thú vị. Như vậy là không có thú vị gì thì chúng ta sẽ nói là mỹ dồ dí sơ. Dồ dí sơ này có thể dùng cho sách. Ví dụ quyển sách này rất thú vị hoặc rất hay. Trên bình su hành dồ dí sơ. À, bộ phim này rất hay. Trên tiên diện hình dồ dí sơ. Dùng cho người cũng được. À, quảng chiến thì hình dồ dí sơ. À, ông vương là ông giám đốc vương gì đó rất là thú vị tức là người à, có nhiều điều hay ho Kế tiếp nữa chúng ta có từ thứ 23 đó là từ phân triển phân triển là phong cảnh à, âm hán việt này vẫn còn dùng trong tiếng việt của mình chúng ta xem ví dụ bên dưới nì suy qua rư bần ma nì qua rư bần ma qua là từng à, từ này đứng liền sau động từ để chỉ cái hành động nó từng xảy ra rồi à, bạn đã từng đi nhật chưa Mỹ chưa từng đi. 日本风景非常美,日本风景非常美 Bần ,日本风景非常美. phân uh phong cảnh của Nhật Bản cực kỳ đẹp, phong cảnh của Nhật cực kỳ đẹp. 明年夏天我就去,明年夏天我就去, nền ,明年夏天我就去, mùa hè năm sau tôi sẽ đi. 你最好春天去吧。你最好春天去吧。?你最好春天去吧?

mình nền xa thiên Wà chú chú Nì zui hào chún thiên chú bà Hãy khởi khăn khăn yên hoa Cái tiếp chúng ta có từ thứ 24 là từ tung si Tung là hướng đông và si là hướng tây Như vậy phía đông sẽ là tung biến Phía tây sẽ là si biến Nhưng hai cái từ này khi ghép vào Nó sẽ ra cái nghĩa là đồ hoặc là thứ Ví dụ đi mua đồ, suy mại tung si Um, mua vài thứ của xin mời ít xe tung xi. xin mời mọi người chúng ta xem ví dụ bên dưới sang suy nở ma mà sang suy nở mẹ ơi sáng sớm hôm nay uh, mẹ đi đâu vậy của suy mài ý của suy mài đi mua một ít đồ ít tiền nin si nín Nín là mà Mẹ đã mua những thứ gì vậy Hoặc là mẹ mua đồ gì vậy Quả mài là sĩ của Mẹ đã mua một ít trái <laughs> cây 水果 của là trái <laughs> cây Chính Hôm nay mẹ không đi <laughs> ngân hàng à 今天星期六今天星期六 Hôm nay là thứ bảy diễn hàng bút khai mệnh à diễn hàng bút khai mệnh à ngân hàng không có mở cửa cái tiếp nữa chúng ta xem từ thứ 25 là trẻ tiên âm hướng việc là quyết định vẫn còn dùng trong tiếng việt của mình à, hôm trước mình có từ dĩ tiên là nhất định chắc chắn gì đó thì trẻ tiên là quyết định chúng ta xem ví dụ ba bà chín xa thiên hay xưa suy trung Quốc. 今年夏天 là mùa hè năm nay. Chúng ta đi Nhật hay đi Trung Quốc vậy? Tôi还没决定, tôi还没决定. Tôi Bố vẫn chưa quyết định nữa. Tại sao vậy? 我工作太忙了。công việc của bố bận. quá bận. Tôi làm việc, là. việc tôi bận quá bận. Tôi việc rằng, việc quá là Nín bố chi, bố kênh má mà Bố không đi thì con đi với mẹ nha à, Ta có từ mở rộng là từ pa Xin mời mọi người chúng ta cùng đọc nào Ba bà, chi xa thiên Bố hay trung của Bố hãy mỹ chế tiên nào Vì sao Bố cho thay mạng là Bố pa mấy sử gian chi nến bố chi, của kênh Mama chi. Kế tiếp chúng ta xem tham khảo từ thứ 26 là từ sen. Sen là chữ tiên. Uh, Xen sen sân là tiên sinh. Từ này chúng ta đã gặp trong bài 3, bài 4 gì đó. Và tiên có nghĩa là trước. Mình hay, mình hay nói là trước tiên á. Sen là trước. Làm cái gì trước là dùng từ này. Rồi chúng ta xem ví dụ nè. Chính hoàn sang. Nhi <laughs> sen sư văn bà. tận của chiến đen hoàng sang thì sen sư phan bà buổi giao tận họ một cái ông chồng hay là gì đó nói với người vợ tối hôm nay em ăn cơm trước đi đừng có chờ anh nhé buổi giao buổi giao đây có nghĩa là đừng đừng chờ anh đi vô đi vô anh có việc gì hả anh có việc gì hả? Tôi kênh chỉ có lão bằng hữu sư ăn Wo gen ji ge lao peng yo qu Anh cùng với mấy người bạn cũ đi ăn cơm. Qu shi wan fan đi ăn tối. Họ bu yo he chiều ba. Họ bu yo he chiều ba. Vâng, nhưng mà anh đừng có uống rượu nha. Bu yo là có nghĩa là đừng. Bu yo he jiu ba. Wo zhi dao la, ming tian zhao shang wo hai anh biết rồi.

新版网络用他共党呢今天晚上你先吃饭吧不要等我。你有什么事吗我跟几个老朋友去吃晚饭。好不要喝酒吧。我知道了。明天早上我还要早起。 <laughs> và đến đây mình xin kết thúc phần 3 trên 5 của bài 14 Xin cảm ơn mọi người đã quan tâm và theo dõi Xin hẹn gặp mọi người ở video clip kế tiếp nha à, Xin chào